Vụ lòng xào dưa 30k lại rầm rộ thêm tin nhắn thích lạc luộc với nội dung gây sốc. Dân mạng lại rầm rộ chia sẻ những dòng tin nhắn phát hay được cho là của vụ lòng xào dưa 30k với nhiều đoạn nội dung gây sốc. Drama lòng xào dưa 30k thời gian qua khiến dân tình xôn xao. Theo đó, một cô giáo trường mầm non thị trấn Thanh Nê bị tố ngang nhiên qua lại với chồng người khác, còn có thái ghen tuông với chính thất. Trong những dòng tin nhắn của cặp đôi này được chia sẻ, người phụ nữ có biệt danh Hoa Hồng Tím cũng trách chồng mình sức khỏe yếu, chê bai chính thất của bồ không chu đáo trong chuyện chăm sóc gia đình. Sau những ồn ào, tưởng chừng như mọi chuyện đã lắng xuống, nhưng tối ngày 12 tháng 9, dân mạng lại tiếp tục xôn xao trước hàng loạt bức ảnh chụp màn hình được cho là của cặp đôi tiếp tục bị chia sẻ. Đăng kèm những bức ảnh là thông tin, drama ngoài giờ hành chính, tiếp nối câu chuyện dưa với lòng. Những tin nhắn như thế này mà là trêu đùa, sử dụng ngôn từ thiếu văn hóa. Có khác gì ăn ở với nhau như vợ chồng, khiến gia đình tôi tan nát trước khi tôi đăng bài vụ dưa và lòng. Cô đó có còn tư cách đạo đức, phẩm chất của ngành giáo dục không? Nếu giáo viên ai cũng trêu đùa như vậy, bà vợ, mẹ của mọi gia đình cũng có những hành động giống loại trà canh này, vậy xã hội sẽ ra sao? Xin cộng đồng mạng ý kiến giúp tôi, nội dung được cho là của chị vợ chia sẻ trên trang cá nhân. Trong những đoạn tin nhắn này, người có biệt danh Hoa Hồng Tím tiếp tục có những dòng tin nhắn cực kỳ nhạy cảm giữa hai người. Toàn bộ nội dung được chia sẻ khiến nhiều người không dám đọc vì nhạy cảm. Đa phần những đoạn tin nhắn đều nói về chuyện tình dục. Trong đoạn tin nhắn, người có biệt danh Hoa Hồng Tím có hỏi người đàn ông một câu, không mang lạc về luộc à. Đoạn tin nhắn này cũng nhanh chóng trở thành chủ đề hot trend trên các diễn đàn mạng xã hội. Chưa rõ thực hư đoạn tin nhắn và những nội dung chia sẻ ra sao, nhưng cư dân mạng lại đang rầm rộ trước những dòng tin nhắn này. Đa phần đều tỏ ra sốc toàn tập vì những ngôn từ nhạy cảm giữa cặp đôi bất chính bị phơi bày. Trước đó, liên quan đến những ồn ào vụ lòng xào dưa 30k, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Kiến Sương, tỉnh Thái Bình đã chỉ đạo trường mầm non Thanh Nê yêu cầu nữ giáo viên T.L viết bản tường trình liên quan tới những đoạn tin nhắn gây ồn ào mạng xã hội những ngày qua. Nguồn tin cho biết, cô L cũng nhận có tin nhắn trêu đùa, nhưng không ngờ sự việc lại đi xa như vậy. Bà Nguyễn Thị Huyền, hiệu trưởng trường mầm non Thanh Nê cho biết, nhà trường nhận được thông tin phản ánh về sự việc của cô giáo Trương Thị L vào ngày 16 tháng 8. Ngày 17 tháng 8, nhà trường đã yêu cầu cô L làm giải trình. Nhà trường có biên bản làm việc với cô L, viết bản kiểm điểm trước khi báo cáo với chính quyền địa phương và Phòng Giáo dục Đào tạo huyện Kiến Sương. Bà Huyền cho biết, cô L sinh năm 1976 và có nhiều năm kinh nghiệm, vào nghề từ năm 1995. Khi hay tin, bà và các giáo viên trong trường đều rất bất ngờ. Không chỉ tham gia tích cực vào các hoạt động trường lớp, cô L cũng chăm sóc trẻ rất chu đáo. Cô L cũng là một cô giáo được phụ huynh cực kỳ tin tưởng. Thậm chí nhiều phụ huynh xin cho con vào lớp cô phụ trách, Việt Nam Net dẫn lời bà Huyền.